Alo, alo. Alo, alo, có ai không? Alo. Một người. Hai người. Ba người. Lên chùa chơi cô Phượng ơi. Bốn người. Được bốn người rồi đó. Cô bạn đang lên chùa. Dạ dạ dạ. Chào cô Thơ Hiền. Năm người, sáu người. Chào cô Nhung. Chào cô Tuyền. Tuyền Nguyễn. Mọi người vui không à? Buổi trưa có gì vui không? Kể cho nhau nghe coi à. Còn 3 ngày nữa thầy đi Đắk Nông rồi. Còn ai quên thầy không à? Chào cô Phương. Còn 3 ngày nữa đi Đắk Nông rồi à. Chuyến xe 15 triệu có cô Tâm Phúc cho 10 triệu rồi à. Còn 5 triệu nữa. 500 phần quà học sinh 25 triệu. Đã có 20 rồi. Còn thiếu 5 nữa. Nói chung là chuyến đi Đắk Nông còn thiếu 10 triệu nữa thôi à. Là đủ à. Ước gì ước gì. Ước gì có một vị Bồ Tát thương cái quan hỷ cái nữa là vui vẻ cả làng luôn đó. 500 phần quà của các em học sinh là được 20 triệu rồi, còn thiếu 5. Chuyến xe đi Đắk Nông 15 triệu đã có 10 rồi à. Cô Tâm Phúc cho 10 rồi à. 500 phần quà thì cô Bích Ngân cho 20 triệu rồi. Còn thiếu 5 triệu. Chuyến xe 15 triệu thì cô Tâm Phúc cho 10, còn thiếu 5. Hai mối đó là 10 triệu nữa. Coi Phật tử nào ai thương thương ok cái nữa cho thầy an lòng nhắm mắt đi à. Có ai mua vé số chiều nay trúng nhớ cho thầy nha. Chiều nay có lọc nhớ cho thầy nha. Mọi việc đã xong xuôi hết, chờ giờ ship hành trang nữa là lên đường thôi. Chào cô Lan. Lên mạng buổi trưa. Giờ này rảnh rỗi lên kêu gọi một chút xíu nữa. Biết đâu có vị Bồ Tát nào thương thương à. Nhấn like ok cái nữa là rồi. Xong lên đường. Thảnh thơi an lòng mà lên đường. Ra đi thanh thản. Chuyến xe 15 triệu thì có cô Tâm Phúc cho 10 triệu rồi, còn thiếu 5 triệu nữa. Còn quà 25 triệu của 500 phần quà cho 500 em học sinh thì cô Bích Ngân cho 20 triệu rồi, còn thiếu 5 triệu nữa. Như vậy thì chuyến xe này đi chỉ còn thiếu có 10 triệu nữa. Thiếu 10 triệu nữa là thầy ra đi thanh thản đó nha. Còn ai thương thương cái ok cái nữa là thầy ăn lòng nhắm mắt liền. Có chưa? Bây giờ về lắp đi. Ngon lắm. Rồi xong qua đi đóng la phong cái chớp nhỏ nó đi sửa lại liền đi. Để mốt thợ làm dơ. Thợ thì live stream trên mạng thôi, coi coi có ai thương thương cho miếng nữa là xong. Còn 3 ngày nữa là đi Đắk Nông rồi. Nghe kêu gọi ai cũng bỏ của chạy lấy người chạy hết luôn à. Chào ca sĩ Long Hoàng. Con ơi, thầy làm hai cái chương trình tối 31 tháng 12 với lại chương trình 30 tối 30 âm lịch, con giúp thầy nha con. Con coi lịch cái ngày 31 tây của tháng 12 đó. Với lại ngày rước ông Táo đó, ngày 30 Tết đó con. Năm nay Phú Mỹ làm lớn nha. Phú Mỹ làm chương trình lớn lắm. Tối 31 tây tháng 12 là Tết Tây. Chỉ tối 30 âm lịch là Tết ta. Mời con với mời gì đó Kiệt nào đó với Long Hòa với Dương đó. Quên hát rồi, quên lâu quá không gặp quên tên nó luôn rồi. Lê Dương, à đúng rồi Lê Dương. Rồi, mạng nó yếu nó tuột hết trơn rồi, tuột mạng rồi, tuột like rồi. Dạ, chào cô Tâm Phúc. Buổi trưa giờ này chắc mọi người còn chưa nghỉ ngơi ha, gần 11 giờ rồi chưa nghỉ ngơi. Dạ, dạ chào mọi người. Chào cô Tâm Phúc. Hôm nay là 22 rồi, 23, 24, 25. 25 là đoàn xe của Minh Duyên đi từ chùa Minh Duyên về huyện Cư Rút, Đắk Nông ra Buôn Mê Thuột. Còn 3 ngày nữa. Bữa nay 22, 23, 24, 25 đi 27 về. Xe 29 chỗ ngồi. Trời, tuột lai hết rồi, mọi người đi ngủ hết rồi. Ủa, nay đi sư vào Sài Gòn hả cô? Dạ. Dạ, ni sư chắc đi Sài Gòn có việc cô ha. Mọi người bề bộn, ai cũng công việc nhiều. Có mình Huệ Nhẫn là rảnh rơi. Ồ. Dạ cô Phúc ơi, cô cho cái địa chỉ của bà thí chủ á. Huệ Nhẫn muốn đến đó viếng một chút cũng được cô hả? Ở Sài Gòn cũng gần á, cô lát cô nhắn tin vô trong tin nhắn dùm cái địa chỉ. Huệ Nhẫn muốn đến đó viếng bà. Trời, chào Trang Phan. Dạ, hôm nay với ngày mai, ngày mốt Nguyễn Nhẫn cũng còn rảnh đó cô Tâm Phúc. Cô Tâm Phúc lát xin dùm cho cái địa chỉ của bà thí chủ đi, rồi Nguyễn Nhẫn muốn vô đó thắp cho bà cây nhang á. Cũng gần ở đây, lên Sài Gòn có tiếng mấy à. Chào thầy Nguyễn Đạo, dạ thỉnh thầy Nguyễn Đạo qua uống trà. Dạ, chúc sư cô xin ý kiến sư phụ đi, rồi nói sư phụ quan hỷ. Huệ Nhẫn không hay thôi, Huệ Nhẫn hay thì cho phép xin cái địa chỉ, rồi Huệ Nhẫn với quý thầy tới viếng thăm bà thí chủ chút xíu, thắp cây nhang. Dạ. Chào cô Bóng Hải. Chào cô Trịnh Tiền. Buổi trưa an lành. Chào cô Ngọc Liễu. Chúc mọi người có một buổi trưa thật là an lành, vui tươi và thành đạt. Trong cuộc sống thì kệ, còn được gặp nhau là mừng, còn được thấy nhau là cũng vui. Chứ thật ra thì hôm nay Huệ Nhẫn cũng buồn hiu à, mà cái mặt lúc nào cũng tỉnh, cũng cười vui. Bản thân hôm qua đi khám bệnh thì mỗi lần thì bác sĩ cho thuốc uống 6 viên, bây giờ một lần uống 9 viên, một ngày uống 3 lần. Còn bà thí chủ thì cũng hiện giờ cũng đang nhập viện để ngày mai mổ. Cuộc đời mà sanh lão bệnh tử khó ai tránh. Thân mình cũng vậy, thân mình giờ hay tin của bà đại thí chủ của ni sư trụ trì chùa Minh Đức cũng vừa viên tịch, cũng đau lòng thay mặt cho đạo tràng chùa Minh Duyên, ban quý tế điện chùa Minh Duyên, ban chấp hành hội chữ thập đỏ thị xã Phú Mỹ, chữ thập đỏ chùa Minh Duyên thành kính phân ưu với ni sư Thích Nữ Thông Khánh trụ trì chùa Minh Đức Khánh Hòa. Cũng mong rằng ni sư hoan hỷ vì cái tình của đạo tràng chùa Minh Đức, vì cái tình của ni sư dành cho Huệ Nhẫn, dành cho đạo tràng chùa Minh Duyên, dành cho hội chữ thập đỏ là một điều quý báu. Cũng mong là ni sư hoan hỷ cho phép đoàn được đến thăm viếng mà bà đại thí chủ, thắp nén nhang chia buồn cùng với quý quyến và cầu nguyện mười phương tam bảo tiếp độ cho hương linh chân linh của bà đại thí chủ sớm được về cõi an lành. Mọi người chúng ta thì nói chung thì mỗi người nó có một cái duyên, gặp nhau là duyên rồi. Đó. Qua một cơn dịch bệnh, qua một cái sự đổi thay của đất trời, rồi chúng ta mới cảm thấy rằng cuộc đời nó ngắn ngủi. Và cái sanh lão bệnh tử thì khó ai tránh. Thầy Hai Ăn Nhất, trưởng ban quý tế của Điện Tam Tòa Thánh Mẫu, cũng mới vừa bệnh xong. Hôm qua cũng đi bệnh viện mới về, cũng mai trại Phật thương. Đó, mọi người thấy là cuộc sống rất là vô thường, mới thấy đó vậy chứ. Rồi đau, rồi bệnh, rồi sanh tử. Dạ. Dạ, chào cô Ngân. Cho nên cuộc đời mình thấy nó ngắn ngủi lắm, Phật tử thấy không? Cuộc đời nó ngắn ngủi lắm. Một xíu cái là có thể là thấy đó, nhưng rồi mất đó, rồi chia cách đó. Cho nên mình nói cuộc đời ngắn ngủi, thương nhau không hết và giận hờn nhau chi, đúng không? Hôm nay sư phụ thầy Hai khỏe rồi, cô Ngân cũng an lòng khỏe hen. Rồi mọi người qua anh trận làm hết hồn, không sao. Mọi người rồi cũng bình an, trời Phật cha mẹ che chở hết. Dạ, cô Tâm Phúc có pháp danh là Nhẫn Duyên, quý quá ha. Cái tên Tâm Phúc nghe cũng đẹp, pháp danh Nhẫn Duyên cũng đẹp. Nhẫn Duyên vậy là có duyên với Minh Duyên rồi đó cô. Nhẫn Duyên là có duyên với Minh Duyên rồi. Có người đựng chữ duyên. Chào anh Cường. Nhẫn Duyên là có duyên với Minh Duyên, cho nên cô giúp đỡ Minh Duyên là cũng đúng rồi. Nói thì nói vậy chứ trân trọng lắm, quý lắm cái tấm chân tình của ni sư trụ trì chùa Minh Đức và Phật tử Tâm Phúc, là cô pháp danh Nhẫn Duyên. Đó là một vị ân nhân lớn của chùa Minh Duyên. Nói cô thương chứ hồi xưa tới giờ đó, từ hồi lập chùa tới bây giờ đó, Nguyễn Nhẫn nói trên mạng là cô hiểu rồi đó, là Nguyễn Nhẫn công khai lời nói đó. Từ cái ngày mà lập chùa Minh Duyên, từ cái năm 1997 là cái chùa Minh Duyên đó nha, mặc dù tiếng tâm lừng lẫy gì đó, chứ chưa có ai mà trợ duyên cúng dường như cô Tâm Phúc vậy hết á. Chưa có được số tiền nào lớn vậy, như vừa rồi mình sửa điện bài vậy. Chứ chưa có. Hồi xưa giờ, từ hồi mà Nguyễn Nhẫn đi tu tới giờ đã hơn 30 năm rồi đó, chưa có ai mà trợ duyên giống như cô Tâm Phúc mà giúp đỡ cho chùa vậy hết á. Cho nên đối với ni sư trụ trì chùa Minh Đức và cô Tâm Phúc thì chùa Minh Duyên là một đại ân nhân lớn, vị thí chủ rất là lớn nhất. Còn bà con Phật tử mình, Phật tử Huệ Nhẫn đa số là Phật tử nghèo không à, nghèo thiệt. Huệ Nhẫn làm như hồi kiếp trước là có duyên với người nghèo hay sao á. Huệ Nhẫn được sanh ra cũng gia đình nghèo tàn mạt, rồi lớn lên đi tu cũng tàn mạt. Mình biết là mình đi tu là người đi ăn xin của bá tánh rồi, nhưng mà cái kiếp số nó tàn mạt, làm chùa chấp nói. Dạ, làm chùa thì chấp nói, làm trước trả sau, cứ nói miếng như to xe lửa, nhìn vô như to xe lửa, không có nào ra cái nào hết. Cứ hãy đụng đầu xây đó, xây cho đã, nhìn lại coi ý chùa như to xe lửa. Kê lâu lâu có tiền thì nói thêm to, có tiền nói thêm to. Giống như vừa rồi mà cái điện bà Tam Tòa Thánh Mẫu chập cháy, thì Huệ Nhẫn cũng nghĩ là thì mình thôi mình lau dọn sạch sẽ lại. Bà con Phật tử của Huệ Nhẫn thật ra là nhiều người thương Huệ Nhẫn lắm, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn luôn vậy đó, ai cũng thương á. Nghe nói Huệ Nhẫn người ta thương dữ lắm. Chào Thùy Dương, chào Phúc Bình An. Thầy Tính ơi, có người kiếm. Nó chở đồ thì Tính ra coi cái để đâu. Nói thật ra thì Phật tử ai cũng thương Huệ Nhẫn hết. Mấy chục năm nay, hơn 30 năm nay, trong vòng tay yêu thương của Phật tử, Huệ Nhẫn lúc nào cũng vậy. Lúc nào Huệ Nhẫn ngã là Phật tử sẵn sàng nắm tay kéo lên, thương yêu dữ lắm. Nhưng có tội cái là Phật tử Huệ Nhẫn nghèo không à. Từ nhỏ tới lớn Phật tử Huệ Nhẫn nghèo, không ai dám cúng dường được 5 triệu nữa. Tại vì nghèo quá nghèo, dù cái trọng đại lớn cỡ nào cũng có. Thì nhờ cái chập điện vừa rồi, cũng nói nhờ mẹ cũng say chuyển. Có cô Tâm Phúc, có ni sư trụ trì, có bà con Phật tử chùa Minh Đức đóng góp thì sửa sang cho nó đẹp lên vậy. Chứ đó là lần đầu tiên cái chùa mà dám làm một cái chuyện mà hy hữu mà làm cho đẹp như vậy đó. Chứ xưa giờ Huệ Nhẫn làm rồi Huệ Nhẫn chấp nói không à. Có Phật tử Huệ Nhẫn cũng thương lắm, người ta ủng hộ cũng ấy lắm. Nhưng mà đa số nghèo, có mà nghèo dữ lắm, nghèo sát nghèo sơ. Người 500, 300, 2-3 chục, 50 ngàn. Có làm thì cũng sửa sơ sơ lại. Nhưng vừa rồi nhờ chùa Minh Đức, nhờ ni sư mà Huệ Nhẫn kêu thợ làm cái rập. Một ngày 3-4 tốp thợ luôn làm cái rập. Ai vẽ tranh thì vẽ tranh, ai đắp tượng Phật thì đắp tượng Phật, ai đóng la phong thì đóng la phong, ai làm điện làm hào quang thì có thợ điện. Nói chung là thợ hồ. Cùng lúc làm phải nói là có 2 tuần lễ khang trang. Cái đó là Huệ Nhẫn nói thật lòng nha. Huệ Nhẫn, quý Phật tử đừng hiểu lầm là thầy thấy chỗ nào giàu là theo, là thấy chỗ nào nghèo bỏ, không có nha. Huệ Nhẫn không có. Hồi nhỏ lớn giờ quý Phật tử thấy đó, không bao giờ mà có Phật tử lại mà Huệ Nhẫn ăn cơm trên bàn đâu. Bà con ngồi dưới đất thì thầy lại ngồi dưới đất hà. Cho nên Huệ Nhẫn bình đẳng lắm. Người ta nói, người ta đồn, người ta nói gặp thầy Huệ Nhẫn khó, gặp thầy Huệ Nhẫn ông khó khăn hay là ông này không có. Huệ Nhẫn ngày xưa nhỏ lớn giờ vậy đó, trang hòa ai cũng thương. Rồi về đi. Ai cũng vậy, ai Huệ Nhẫn cũng quý hết á, quý hết. Quý trọng lắm. Bây giờ Phật tử mình có nghèo, có giàu, có lớn tuổi, có trẻ, đến chùa Minh Duyên thì bình đẳng thương yêu hết. Không có cái vấn đề mà trọng người này khinh người kia, hay là quý người này bỏ người nọ, không có. Hay là thầy dọn mâm cơm cao ngồi trên, bỏ Phật tử ngồi dưới đất ăn, cũng không có. Quý vị ăn ở đâu thầy ăn chung đó. Mà món cái nào quý vị ăn thì thầy cũng ăn y chang vậy đó. Chứ không phải thầy ăn món ngon mà cho Phật tử ăn cái món dở cũng không có. Cho nên tấm lòng của quý Phật tử mà Huệ Nhẫn cũng suy nghĩ. Giờ quý vị có ủng hộ Huệ Nhẫn 10 ngàn, rồi cô kia 100 triệu đi, thì Huệ Nhẫn thấy cũng bằng nhau. Quý ở tấm lòng, chứ cũng không phải là 10 triệu mà khinh khi 100 triệu là quý trọng, không có. Giống nhau hết. Nhưng mà mình cảm nhận được cái tấm chân tình, cái lòng quý trọng của quý Phật tử dành cho mình, thì mình thấy mình mừng. Ví dụ mình có như mình mừng, mình an tâm. Như vừa rồi sửa điện tam tòa Thánh Mẫu đó, là Huệ Nhẫn mừng dữ lắm. Mừng không phải tiền nhiều, không phải cô Tâm Phúc với chùa Minh Đức cho nhiều mà mừng đâu, không phải. Mừng là quý Phật tử còn thương yêu Huệ Nhẫn nhiều lắm. Mà Huệ Nhẫn cứ nào giờ cứ suy nghĩ đó, mình ở Gò Công, Tiền Giang, rồi mình đi lên trên đây có một thân một mình tu mấy chục năm, mình bệnh hoạn không có ai, rồi mai mốt mình chết chắc cũng không có ai. Ta muốn đi thôi, về quê có cha có mẹ có anh có em. Nói như vậy đó, vậy chứ trái điện tam tòa Thánh Mẫu rồi từ trên xuống dưới. Giờ Phật tử có nghèo khó cũng 5, 10 ngàn, 20 ngàn cũng hùng. Ai cũng hùng hết trơn, ai cũng có cái lòng hùng thương gom về cho Huệ Nhẫn đi sửa điện mẹ. Chính cho chỗ đó Huệ Nhẫn thấy rằng vậy là Phật tử thương mình, chứ đâu có ai bỏ mình, đâu có ai ghét ghen gì mình, phải không? Ai cũng thương, ai cũng lo cho mình. Thì bởi vậy thôi mình ráng tu, mình ráng tu thêm chút nữa cho nó có cái công đức. Tại vì á, mình còn phàm trần tục tánh, cho nên mình còn vướng bao cái ưu phiền, bao cái phiền não của thế gian. Cái đó là tại vì mình tu chưa tới, cho nên thân còn bệnh đau. Chứ mình tu, mình ráng chút nữa, mình tu được giải thoát thì nó đỡ, phải không? Mình ráng. Bởi Huệ Nhẫn khổ lắm, quý Phật tử biết sao khổ không? Hai vai phải gánh nặng, một bên Phật, một bên tiên, phải gánh cho nó đồng đều. Lo cho Tam Bảo xong rồi phải lo cho mẹ, lo cho mẹ xong rồi phải lo cho bá tánh. Đó, mình phải lo, mình phải hai vai mình phải gánh nặng vậy. Cho nên mình hơi, con người mình nó hơi nặng một chút, phải không? Chứ thí dụ theo Phật không thì nó cũng khỏe, theo mẹ không thì sướng. Nhưng mà mình hai vai gánh nặng, cho nên Phật tử thương thì Huệ Nhẫn lúc nào cũng trân quý hết. Nói ra là mình nghĩ tới cái ân tình của quý Phật tử, nhưng mình ráng mình tu. Nói quý Phật tử thương, giờ Điện Tam Tòa Thánh Mẫu đẹp hơn hồi xưa nhiều luôn, đẹp gấp 5 lần hồi xưa. Hồi xưa mình làm sơ sơ, tường đâu có vẽ tranh. Nhờ cái chập điện trái này, nhờ đạo tràng Minh Đức ủng hộ, rồi quý Phật tử mình chung tay cái nữa, mình vẽ tranh cho đẹp lên, thay 50-60 cái đèn lên cho nó sáng lên. Đó. Thay hết một vàng hào quang mới cho mẹ luôn, rồi y áo mão đồ mới hết. Rồi giờ mình xây luôn cái điện Quan Âm sát bên điện Mẫu luôn, chứ hồi xưa để mẹ trơ trơ ngoài trời nắng, giờ nhìn coi nó nứt hết trơn. Chào Trúc Mai. Bây giờ sẵn dịp này mình làm luôn, làm hết chuyến này. Mặc dù nó cũng tốn kém, nhưng mà nhìn lại cái thành quả của mình nó đẹp lắm, trang nghiêm lắm, cho nên cũng an lòng. Thẩm như cô Ngọc Liễu nè, đâu có khá đâu trong trên mạng đó không. Mặc dù cái gì cũng vậy, nghe cái chùa một cái là đóng góp liền 200 điều vậy đó, không có bỏ sót cái chương trình gì của chùa hết. Đó thì thầy cũng quý trọng, như quý trọng thầy cũng đâu có dám, xưa giờ thầy không dám tiếng lớn tiếng nhỏ gì hết á, lúc nào quý trọng hết. Ân tình của quý Phật tử cỡ nào Huệ Nhẫn cũng ghi nhớ, không có quên ai đóng góp nhiều Huệ Nhẫn nhớ hết, không có sót người nào hết trơn. Bây giờ mà một quý vị 5 năm sau, 10 năm sau quý vị hỏi ngày đó con cúng cái đó thầy nhớ không? Nhớ liền, không bao giờ quên, lúc nào trong tâm cũng nhớ, ai cho ăn nhiều cũng nhớ hết á. Nhớ để hồi hướng công đức, nhớ để mình ráng tu. Bởi vì Phật dạy mà, thọ của đàn na tính chủ nhiều quá mà không lo tu, kiếp sau phải mang long đội sừng để trả. Cho nên mình vì cái chỗ mình sợ mang long đội sừng nên mình ráng tu. Ráng tu rồi mình nhớ các vị ân nhân của mình, để mình hòa quyện, mình hồi hướng công đức lớn cho người ta được phước bình an. Chào Sang Phan. Người ta được phước, người ta bình an, người ta bằng ăn khá giả, công việc thuận lợi thì người ta mới tiếp tục ủng hộ mình nữa, phải không ạ? Phật tử mà có thì đâu có bỏ thầy, đúng không? Phật tử mà làm được có thì đâu bỏ thầy. Chào Đô La Dương. Nói gì thì nói, chứ còn 3 ngày nữa là đoàn xe của thầy cất bước lên Cư Rút Đắk Nông rồi đó. Và nói chung đoạn là còn thiếu có 10 triệu nữa đó. Chuyến xe 15 triệu, cô Tâm Phúc cho 10 triệu rồi. Rồi 500 phần quà của trẻ em 25 triệu thì cô Bích Ngân cho 20 triệu rồi. Mới đưa cái bill về 25.052.000. Một phần gồm một hộp sữa đặc ông Thọ, một bịch sữa Vinamilk có đường bằng giấy. Chào chú Văn U Trình. Rồi một bịch xì nách. Rồi một ổ bánh mì Kinh Đô á, chocolate. Rồi 3 cây kẹo. Đó là tất cả 500 phần quà đã trị giá 25.052.000. Cô Bích Ngân ủng hộ 20 triệu rồi. Cho nên thông báo với Phật tử thầy là rõ ràng về vấn đề kinh phí lắm. Tiền bạc là thầy rõ ràng lắm. Thầy sợ. Cái chuyến đi này thì đạo tràng chùa Minh Đức, ni sư trụ trì với cô Tâm Phúc là cho tổng cộng là 35 triệu rồi. 35 triệu với cộng 10 triệu tiền xe nữa là 45 triệu. Kệ quý Phật tử biết không, một lần mình đi, một lần khó. từ chùa Minh Duyên mà đi lên tới cái chỗ mình phát quà đó là 398 cây số. Cho nên xa lắm, mình đi với gần 10 tiếng đồng hồ mới tới. Cho nên một lần đi, một lần khó. Cho nên quý Phật tử biết không, mình mà một lần mình đi gieo duyên đó, nó khó lắm. Cho nên thầy phải vận động. Mà thầy vận động ngại quá, mỗi lần thầy vận động cái cô Tâm Phúc cũng ủng hộ như vậy. Thầy thấy thì thầy cũng vui lắm, nhưng mà thầy cũng lo mấy cô tốn quá, chắc mai mốt cô trốn Huệ Nhẫn luôn rồi bỏ chùa Minh Duyên luôn nữa. Cho nên nhưng mà cái bổn phận thì phải kêu đặng Phật tử của mình kệ đặng gieo duyên người 50, 30 gì đó, mình gom lại cho có phước. Gửi thầy đi, thầy làm từ thiện giùm cho quý Phật tử mình bận biểu công việc ở nhà thì không đi được thì gửi thầy làm từ thiện giùm cho. Thầy đi giùm cho quý vị chứ thầy đâu có miếng phước nào đâu. Thầy đâu có dành miếng phước nào hồi hướng hết cho công đức cho quý vị hết á. Cho nên mọi người cứ yên tâm ở nhà công việc của mình. Còn Huệ Nhẫn thì làm giùm thôi, đem cái tình thương của quý vị đến chia sẻ rồi Huệ Nhẫn lên đó quay trực tiếp cho mọi người để cảm ơn mọi người. Mọi người đã đồng hành cùng Huệ Nhẫn. Nhưng mà nói gì nói, trong mọi người phải làm trong khả năng của mình thôi nha. Chứ đừng thấy thầy thương này mượn nợ đồ cho rồi tội nghiệp lắm. Có nhiêu mình nhịn bớt tiền trà, nhịn bớt ăn sáng này, giúp thôi chứ đừng có để nợ nần nha. Mấy năm trước Huệ Nhẫn nợ nần nhiều dữ lắm cho nên sợ lắm rồi. Bây giờ là có nhiêu xài bấy nhiêu. Bây giờ chết bỏ, bây giờ cái thân này dù có nát cũng không bao giờ đi mượn nữa, không dám mượn nữa đâu. Không có dám đổ nợ nữa. Phải làm sao mà cho nó dứt cái nợ mới được, mới an tâm. Người ta nói ông trụ trì nào cũng đổ nợ hết á. Nhưng mà mình bây giờ là phát nguyện rồi, dù có nát thân cũng không dám làm nợ nữa. Có nhiều thì ăn nhiều, có nhiều tu bao nhiêu. Phật tử thương là quý. Chào cô Phương. Cô Phương mở hàng quá tuyệt vời. Tội nghiệp lắm á. Đi làm cắt tóc. Trong tiệm hết tóc đâu có nhiêu, tháng đâu có nhiêu tiền. Mà nghe thầy đi từ thiện cũng hùng 3 triệu mở hàng. Thấy thương lắm. Ở đây là đệ tử của thầy Huệ Nhẫn, Phật tử thầy Huệ Nhẫn là chọn cái tấm chân tình là nhiều thôi. Chứ còn về kinh phí, về đồng ngân thì eo hẹp lắm. Mỗi người cực khổ gian khó lắm. Cực lắm. Muốn cúng dường 2-3 triệu là phải để dành chắc cũng vài tháng mới có. Và nhịn ăn đó, nhịn ăn sáng đó, phải vài tháng mới có. Chứ còn một thân mà nuôi 2 đứa con nữa, rồi làm hết tóc nữa thì đâu có nhiêu tiền. Mà nghe thầy đi từ thiện cái lật đật là hùng liền. Cho nên quý báu lắm. Quý vị thấy không, những cái đồng tiền của bà con ở quận 8 của mình cũng vậy. Đi lọc tỏi, lãnh tỏi 1 ký vậy có 5.000. Lọc 10 ký tỏi được có 50.000. Mà ủng hộ 500.000. Quý vị thấy 500.000 với bà con lọc tỏi là chua lắm, cay đắng lắm, phước đức lớn lắm. Cho nên là Huệ Nhẫn phải trân trọng những cái đồng tiền này để đem trao đúng người, đúng đối tượng, để không cái phụ cái tấm lòng của quý Phật tử sẵn dành. Huệ Nhẫn thì rõ ràng, nếu mà mình không công khai rõ ràng đó thì mờ ám thì không tốt, Phật tử mất niềm tin. Mà nhiều khi công khai ra quá thì nó cũng hơi là tế nhị, bà con cũng ngại. Mỗi lần thầy lên là thầy phải vận động xin xỏ đầu. Quý vị biết không, Huệ Nhẫn Phật tử nhiều lắm, trong cái group này mấy ngàn. Cho nên là kệ, Huệ Nhẫn cũng muốn kêu. Tại vì nhiều lúc mình cũng hổ thẹn lắm, mình thấy mình vận động là mình ngại, nó dị lắm. Nhưng mà mình suy nghĩ đi thôi. Giống như hồi xưa mà còn làm chung với nghệ sĩ Kim Cương á, cô Kim Cương có nói một câu mình nhớ hoài. Nói thầy ơi, mình là dạng ăn mày cao cấp á thầy. Cho nên một mình đi một con vỗ cánh cả đàn bay theo. Huệ Nhẫn chịu khó cũng dẹp bớt cái tôi, cái ngã của mình, hạ mình xuống, cúi đầu xuống để xin xỏ chỗ này, xin xỏ chỗ kia để giúp lại chỗ nọ. Chứ còn có nhiều người á, người ta vận động, người ta xin không được, cho nên là mình phải hạ mình xuống để mình xin, mình xin chỗ này để mình giúp lại chỗ kia. Chứ thật ra thì cuộc sống của mình bây giờ đói thì chắc chắn cũng khó đói lắm, nhưng mà dư dả như Phật tử thì không có. Nhưng mà mong quý Phật tử thương, quý Phật tử hiểu là không phải thầy muốn vậy, nhưng mà thầy lên tiếng thì nhiều người đóng góp. Thầy kêu được một người, thầy có thể giúp được 100 người. Chứ còn đợi 100 người đó lên tiếng thì thấy tội nghiệp, đau đớn hơn, phải không? Cho nên thầy hạ mình xuống, thầy lên tiếng. Như chuyến này đó, chuyến đi từ thiện này thầy giúp được 300 hộ dân, phải không? 300 hộ dân rồi 500 em học sinh trường bán trú nữa là thấy được nhiêu? Được 800 rồi. Như vậy thì nó quý báo được 800 người. 800 người để mình giúp, mà trong khi đó mình hạ mình xuống, mình xin, mình vận động, mình xin người một chút vậy đó. Mình cũng nhục, nhưng mà trong cái nhục mình có cái vinh, phải không? Mình hạ mình xuống, mình xin người này, mình xin người kia. Mà mình giúp được 800 người. Bây giờ mình xin có mấy bữa hổng rồi, chịu nhẫn xin 10 ngày chứ mấy. Có 10 ngày Huệ Nhẫn chịu khó, chịu nhục 10 ngày để xin người này, xin người kia. Nhưng mà Huệ Nhẫn giúp được 800 người. Còn nữa Huệ Nhẫn có nhiêu tiền, nói thiệt với quý Phật tử mà trong tài khoản Huệ Nhẫn có nhiêu tiền, Huệ Nhẫn rút ra hết. Huệ Nhẫn sẽ đổi ra tiền lẻ sẵn 50.000 hết, đem lên trên đó. Mà nếu cái trường hợp mà cái trường nó đông quá, bà con nó khó nhiều quá, Huệ Nhẫn cho hết. Rồi bữa nay mình hết, mai mình có lại. Hồi xưa giờ Huệ Nhẫn đi từ thiện là vậy đó, không bao giờ để lại dư đồng nào, không bao giờ có cái chữ mà dư đồng nào, sạch sẽ hết. Rồi mình về mình làm lại, ngay cả tiền của mình, tiền dành dụm của mình cũng cho hết. Chứ không phải là Huệ Nhẫn vận động không đâu, thưa quý Phật tử, không phải Huệ Nhẫn vận động đâu. Huệ Nhẫn xin có 200 phần quà mà bây giờ thành 300 luôn đó. Nói dấu, còn nói thiệt với Phật tử thương á, tại sao Huệ Nhẫn xin hoài? Tại thị xã, trên thị xã mới ban đầu là ở trên kia người ta xin 500 phần, trên huyện Cư Rút người ta xin 500 phần, mình hứa cho 300 phần, trên thị xã hứa 100 phần, Huệ Nhẫn 200. Rốt cuộc là trên thị xã vận động đâu có được, anh chủ tịch vận động không có được đồng nào hết trơn á. Rồi mình phải gánh luôn, mình lỡ mình xin 200 có rồi, trong khi giờ mình cho 300, mình lấy đâu ra? Hãy mình lên dần, mình mạng mình vận động nữa. Các Phật tử nói ông này thấy xin được cái xin nữa, coi đâu được, phải không? Nói là thầy hổm rày, thầy nói 200 phần ta cho cô Tâm Phúc, cô điện cho cô cho 100 phần rồi, còn 100 phần nữa thì bà con mình đã cũng hùng rồi, đủ rồi, sao thầy xin hoài? Nhưng mà thật sự quý Phật tử đâu biết đâu, thầy xin tới 300 phần luôn. Bây giờ đủ 300 phần rồi mới mạnh dạn nói nè, nhờ cô Quý Phi ở bên nước ngoài cho 1.000 nữa, cho nên mình mới mua được gạo mì được thêm 100 nữa đó. Cho nên mình mà bởi vì mình đâu có dám xin, mình đâu có dám lên mạng mình nói cái nói ông thầy mới hổm nghe nói xin 200 đủ rồi sao đi xin nữa, đúng không? Nhưng thật sự trên kia đâu có phần nào đâu, rốt cuộc mình phải 300 đó. Rồi 500 phần của các em học sinh ban đầu dám nói đâu, cũng mình vận động lên, có mai có cô Bích Ngân cổ cho được 20 triệu, mà được 400 phần, mà giờ người ta xin mình hứa cho 500 rồi thì phải kệ, mình kêu tiếp. Cho nên quý Phật tử thấy thật lòng, thầy nói là nó thật lòng, chứ mình không có để dành mà mình làm cái chuyện khác, không có, mình làm sai gì không được. Cho nên cái tự riêng của mình đó, tự riêng của mình làm thêm 100 phần nữa. Là hôm mà bên cái chánh điện trái bà con làm xong còn dư 30 mấy triệu, mới gửi 15 triệu về ở Mỹ Quý, Đồng Tháp, nó cho 100 phần quà dưới đó. Còn ở đây mình tấp đây ráng thêm, cái mình vận động thêm chút nữa, cái mình làm được 100 phần đi Cư Rút vậy hết. Mình phải thầy phải nói ra cho mọi người biết đó, chứ không phải là thấy Phật tử cúng thấy ham quá, dễ ăn quá, dễ vận động quá rồi thầy nói không có. Nhưng quý Phật tử thương đó, Huệ Nhẫn nghĩ từ đây lên đó gần 400 cây số, đi cả 10 tiếng đồng hồ. Mà mình tới đó, mình leo lên tới núi đó rồi, mà mình lên tới vùng Tây Nguyên rồi, mà nhiều hoàn cảnh mình giúp đỡ, mong là giúp được nhiều hoàn cảnh hơn. Thì Huệ Nhẫn làm giùm mọi người thôi. Bây giờ mọi người ở nhà, mọi người làm kiếm tiền đi, rồi mọi người hùng với Huệ Nhẫn. Huệ Nhẫn tranh thời gian ra, Huệ Nhẫn đi làm giúp giùm cho mọi người thôi, chứ Huệ Nhẫn đâu có gì đâu. Mô Phật chào Hiếu Thiện, chào Linh Phan, chào cô Bích Liên. Đó. Rồi bây giờ tới Tết nữa nè, xong đợt này về đó rồi là cũng đâu được nghỉ ngơi, chuẩn bị thấy mùa Tết, chuẩn bị cúng mẫu nữa, nó đủ thứ chuyện hết á. Nhưng mà không sao, có Long Thần Hộ Pháp chuyển, Long Thần Hộ Pháp thương, miễn nói với Phật tử thương, miễn mình làm thiệt, mình nói thiệt, mình làm thiệt là chư thiên hộ pháp cho. Còn mình mà nói dốc, nói xạo, mình làm chuyện mà không đúng thì trời Phật không thương, Long Thần Hộ Pháp không có chuyện, không cho mình. Cho nên Huệ Nhẫn ráng làm cái gì cũng từ cái tâm của mình, làm đúng, nói đúng, sự việc đúng, người ta thương, người ta giúp, vậy thôi. Huệ Nhẫn chịu nhục có một cái là lên mạng, nhiều khi cô Tâm Phúc cô nói thấy thầy thương quá, thầy lên mạng thầy xin vậy, thầy thương. Phải thương, tại vì thầy thuộc vốn dĩ là ăn mày mà, là ăn xin mà, thầy phải xin thôi, nhưng mà ăn mày cao cấp. Cho nên mình phải chịu thôi, mình chịu nhục một chút nhưng mà mang lại niềm vui của rất là nhiều người. Cho nên mình gác bớt cái tôi của mình lại, mình gác cái danh dự của mình lại, gác cái bản ngã của mình lại, mình hạ mình xuống. Đó cũng là một phương pháp để tu. Quý vị thấy không, đi lên tới bà con nghèo đó, mình thấy người ta, mình trao phần quà, người ta phanh tay lại, dạ con cảm ơn ông Phật, cảm ơn ông sư, cảm ơn ông thầy. Người ta vui vẻ lắm, người ta về ta suy nghĩ được rằng mặc dù cái món quà của mình không có nuôi sống người ta hết cuộc đời, nhưng mà cũng được 5-3 ngày, người ta rất là quý, người ta sẽ trân trọng cái món quà. Nhưng mà đặc biệt cái tình cảm của người miền xuôi của mình đi lên cái miền ngược trên đó, miền Tây Nguyên trên đó, mình sẽ thấy ấm lòng. Ở đây mình cực khổ, nhưng mà mình lên khi người ta nhận quà, người ta vui vẻ, người ta cảm ơn mình, lòng của mình thấy nó rộn ràng. Chào Huệ Minh Quý. Cho nên á, nhiều khi Phật tử thấy thương thầy, nó thương thầy, thấy thầy phải vận động đồ, thầy phải kêu gọi đồ, thấy tội nghiệp. Không có tội nghiệp, cái đó là trách nhiệm của mình. Ai làm được cái gì làm trong cuộc đời này. Nếu mình đến với cái thế gian này, mình phải suy nghĩ rằng mình đến đây để làm gì, mình đến đây rồi mình sẽ làm được những cái gì, mình làm được trong khả năng của mình để lại một cái tiếng ở đó, rồi mình lặng lẽ mình đi, chứ còn hơn thua để được cái gì. Bây giờ có những người có tiền mà người ta muốn làm từ thiện, người ta cũng không biết làm đâu. Bây giờ có người ta thương Huệ Nhẫn quá rồi người ta muốn giúp Huệ Nhẫn này, người ta cũng không biết kiếm ở đâu. Thì có nhờ bây giờ nó có cái mạng này nè, nó có cái Facebook gì nè, để trực tiếp về thầy trò gần gũi mà gặp nhau, nhiều khi nói chuyện chia sẻ được. Còn như mà xa xôi như hồi xưa thì làm sao? Cho nên quý Phật tử cũng quan hỷ là tại sao mà thầy cứ tụng kinh xong mà thầy kêu gọi, thầy vận động hoài. Quý Phật tử thương thầy, bỏ cái đó, đừng có chấp. Tại vì dưới thầy còn nhiều tiếng kêu thảm lắm, phải không? Mình ở đây sung sướng nhưng mà còn nhiều nơi cực khổ. Tại vì nghe tiếng kêu mà cứu khổ để ban vui, làm sao mình đem được cái nụ cười đến cho rất là nhiều người là cái điều quý báu. Mà mình không làm được cái gì để giúp cho xã hội này, không làm được cái điều gì để giúp cho đồng bào của mình, cho người thân của mình, thì thôi mình đến đây để mình làm gì, phải không? Cho nên bằng mọi giá thì mình kệ. Quý Phật tử thương thì quý Phật tử bỏ qua, mình có dư trong cuộc sống mình được thảnh thơi một chút thì mình hùng theo khả năng của mình để mình làm phước. Còn không có, quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật là công đức cũng giống vậy đó. Tại vì cái người mà có cái tâm vô quý thí rồi, người ta không có tiền nhưng mà ta có cái lòng ta niệm Phật, ta quan hỷ thì cái phước cũng như nhau à. Bây giờ quý vị có cúng 1 tỷ với lại 100.000, nó cái công đức nó cũng vậy, là công đức cúng dường thôi chứ nó không có gì. Nhưng quan trọng là tấm lòng của mọi người, mình cúng mà mình quan hỷ, mình vui, thấy không? Mình vui, mình quan hỷ là mình được hết. Nói gì nói nha, cô Tâm Phúc có cho 5 triệu cho phần trẻ em rồi á, còn 5 triệu nữa nha mọi người. Còn 5 triệu nữa là thầy an lòng nhắm mắt ra đi đó nha. Dạ cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm. Đó thì mọi người thấy lên mạng vậy chứ cũng vui lắm đó. Nghe sư nói rất tuyệt vời đó, thì phải không, rất nhiều người thương Huệ Nhẫn lắm chứ đâu phải là người ta ghét bỏ đâu. Trong một người ghét thì cũng còn 5-7 người thương, thì như vậy mình an tâm mình tu rồi. Nhờ mình tu nè, nhờ mình theo Phật nè, nhờ mình theo mẹ nè, nhờ mình gần gũi quý Phật tử nè, thì cũng có kẻ thương người ghét, mà người ta thương cũng nhiều lắm. Cho nên nhiều người thương mình thì mình phải ráng tu, phải không? Mình ráng làm. Có những người thì người ta đâu có ưa mình, nó ưa mình thổng thầy chùa mà tụng kinh mẫu hay là mẫu này kia rồi, người ta đâu có ưa mình. Nhưng mà thật ra có những người người ta thương, người ta quý mình lắm. Ông thầy mà lo cho mẹ người ta cũng thương. Cho nên mình cứ mình ráng mình cố gắng mình tu, phải không? Mình tu rồi mình làm trong khả năng của mình. Chào thầy Hai Ăn Nhất. Chào cô Dung Nguyễn. Mọi người đó. Rồi, chào cô Tiger Phương. Mọi người thấy Huệ Nhẫn thấy đọc một bài kinh nào nói không phải khoe với quý Phật tử ha. Live stream nào cũng được 700-800, 800-900, có khi cả ngàn người xem. Rồi xong cái live stream đó đó, mấy em nó đưa lên mạng, vô trong YouTube á, YouTube của Andy Phan đó, thì cũng hàng ngàn người xem. Rồi trong cái YouTube của Huệ Nhẫn cũng vài trăm người, vài ngàn người xem. Cho nên là mình thấy mình ấm lòng lắm. Bây giờ mọi người nói là tụng kinh mẫu là tà đạo nè, cái người mà theo tà đạo rồi khinh khi mình dữ lắm. Nhưng mà Huệ Nhẫn không có buồn. Huệ Nhẫn nói ngày xưa mình đi tu, là mình khi mình bước vào cửa đạo là mình đã biết rồi. Cái căn của mình là căn mẫu. Cho nên bây giờ Phật thì mình cũng lo. Quý vị thấy thật ra nếu mà những người mà theo Huệ Nhẫn bao nhiêu năm á, ở đây có thầy Hai Ăn Nhất đi theo là trên 30 năm, 20 mấy năm rồi đó, thì mọi người biết đó. Thật ra là chùa Minh Duyên là Huệ Nhẫn làm chu tất trang hoàng đẹp lắm, lộng lẫy, có đầy đủ hết ráo, đạo tràng bát quan trai, gia đình Phật tử, rồi nghi lễ Huệ Nhẫn làm trọn vẹn bên Phật hết, chứ không phải nói ông này theo mẫu là ngày tối cúng mẫu, con không có. Ngày nào cúng mẫu là cúng mẫu, còn ngày nào lo cho Phật là lo cho Phật. Lo cho Phật là phải lo trang nghiêm, lo cho mẫu là phải lo cho đàng hoàng, chứ không phải là thờ cho có. Cho nên chỗ nào cũng vậy, mẫu cũng trang nghiêm mà Phật cũng trang nghiêm. Tại mình phát nguyện hai giây mình phải gánh nặng, mình gánh cho nó hết trong cuộc đời này, chứ không phải là mình làm cái biểu tượng trưng để đó. Cho nên mọi người biết là Huệ Nhẫn lo chu toàn lắm. Bên Phật cũng lo như vậy mà bên mẫu cũng lo như vậy, không có bên nào trọng bên nào khinh hết. Người ta nói tu hành không lo tu hành mà lo mẫu mẹ linh căn ngày tối. Quý vị biết là cơm thì có canh, có nhiều món, người ta cũng có được quyền chọn chứ, phải không? Bây giờ ăn uống người ta còn được quyền chọn món này món kia, thì đạo cũng vậy, người ta được chọn đạo này đạo kia, tự do tôn giáo mà, phải không? Cho nên người ta được chọn hết cái món này món kia, đạo này đạo kia. Thì bây giờ căn duyên Huệ Nhẫn như vậy, Huệ Nhẫn đâu có làm sai, đúng không? Tóm lại là bên Huệ Nhẫn còn rất là nhiều người thương yêu, lo lắng cho Huệ Nhẫn, thì Huệ Nhẫn phải ráng tu, để không cái phụ lòng của quý vị mong muốn, là đặt cái niềm tin của quý vị, đặt cái niềm tin dành cho Huệ Nhẫn. Xin chào Hoàng Yến. Còn 3 ngày nữa là đi Cư Rút Đắk Nông nha mọi người. Ai có thời gian rảnh thì đăng ký với đoàn đi với thầy cho biết nha. Huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Ai muốn gửi gì thì cứ gửi nha. Thầy ráng cố gắng thầy sách hết đến cái tấm lòng của quý Phật tử, quý vị ân nhân mạnh thường quân của miền xuôi mình. Huệ Nhẫn sẽ nắm lấy hết để đem lên miền ngược nha, miền Tây Nguyên nha. Ở đó bà con dân tộc khổ lắm. Buổi trưa ăn cơm quý vị thấy trên đài không, trên tivi không? Các thầy giáo, cô giáo á, phải săn quần, lội từ ở dưới bản làng đi lên tuốt trên mấy cái chỗ mà trường học đó, người ta cũng gọi là bản làng gì đó, nó để dạy. Mà đi như vậy là nhiều cây số lắm. Rồi xong rồi trưa dạy xong rồi phải ra nấu ăn cho học sinh luôn. À, ông thầy ông lấy cái nồi ra, ông bắt nước sôi lên. Rồi mấy em học sinh sáng đi học đó, ai nhà có rau thì đem rau, đem có cải đem cải, bịch rau bịch cải vậy. Cái ông thầy ông dồn hết vô một nồi, nấu nước sôi lên rồi bỏ mì vô, bỏ mì gói vô trụng rồi ăn cơm vậy thôi. Cái nơi mà thầy sắp đến là như vậy đó, chứ không phải là người ta có bữa thịt bữa cá đâu, không có, hiếm lắm, hiếm có bữa thịt bữa cá lắm. Cái này là sự thật. Huệ Nhẫn đến lần này là lần thứ 5 rồi. Còn bà con trên đó, đó là có mỗi người đi chợ đó, sáng đi chợ là đem theo một lon gạo đổ vô trong cái lu ở ngoài trước cái nhà đó, quy định có một cái nhà đó ở trước có cái lu, là mỗi người đi chợ đem một lon hoặc nửa lon gạo đem đổ vô đó đó, mỗi người hùng lên rồi mới giúp cho chị em phụ nữ nghèo khó, cho nay cho nhà này, mốt cho nhà nọ, bữa kia cho nhà nọ, cứ xây chuyển ra vậy. Là cái nơi nó còn khổ vậy đó, chứ không phải là như mình ở đây mình ăn sung mặc sướng một chút mình còn chê mặn lạc. Còn người ta trên đó là không có để ăn đâu, không có để ăn. Cho nên mình tới đây là lần thứ 5 Huệ Nhẫn tới rồi. Huệ Nhẫn đã chứng kiến rõ ràng khi mà ở dưới đồng bằng của mình á, mà chuyển hòa lên trên bản làng. Quý vị biết không, nếu mà người ta tham á, người ta rinh 5-3 phần, người ta bỏ gốc cây mình đâu biết. Nhưng người ta bà con rất là tốt, người ta phụ, người ta khinh hàng của mình từ ở dưới lên trên bản rồi á, cho cái nhà ở nhà tập trung nó có cái nhà gọi là cái nhà sàn, cái nhà gì đó của người dân tộc đó để mình phát đó. Là người ta tới đó là người ta rinh cho mình là quà cá, ta đem đủ đó, mỗi người phát một phần là người ta lấy một phần thôi à, chứ không bao giờ người ta nói là tôi chưa có, không có, không bao giờ gian tham. Dạ chào cô Loan Bến Tre. Cho nên cái nơi mà Huệ Nhẫn đến đó là cái nơi khó khăn, phải nói rằng rất là khó khăn. Bà con dân tộc không à, khó khăn dữ lắm. Bây giờ mùa vụ chưa tới, cho nên người ta cần mình giúp đỡ lúc này. Chứ vài bữa, vài tháng nữa là mùa vụ có thì người ta cũng đâu có cần. Dạ chào Pha Nguyễn, chào thầy Nguyễn Độ. Dạ cảm ơn rất là nhiều những cái tấm lòng, những cái lời chúc tốt đẹp của quý Phật tử dành cho thầy. Đó là cái khích lệ lớn để cho Huệ Nhẫn ráng cố gắng mà tu hành, ráng cố gắng phục vụ đạo pháp, phục vụ cho bà con, phục vụ cho chúng sinh. Đó cũng là tâm nguyện, là kim chỉ nam trên bước đường tu học của mình. Huệ Nhẫn sẽ cố gắng theo lời chúc của mọi người, cố gắng giữ gìn sức khỏe, cố gắng tu, rồi cố gắng làm, cố gắng mình làm để mình giúp được cái gì mình giúp, mình làm được cái gì mình làm. Xong thôi rồi mình lặng lẽ mình đi chỗ khác nữa. Chứ không phải một nơi đó, mà còn nhiều nơi lắm. Nhưng mà mình phải ví dụ một chỗ thôi, một cái nơi mình biết đó. Tôi nói ở đây đừng nói ở đâu xa quý vị. Cái ở trong ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ của thị xã đi, rồi các chủ tịch ở các xã phường đi. Quý vị biết bây giờ làm chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ là đâu có lương, đâu có biên chế nhà nước. Rồi có chăng nó là trợ cấp một tháng 1 triệu mấy 2 triệu vậy thôi, là tiền trợ cấp gì đó, chứ đâu thật ra đâu có lương. Bây giờ mà mình tổ chức một chuyến xe cho các anh chị cô chú đó đi đó, từ đây đi lên trên đó đó, mà mình thu mỗi một người 1 triệu là người ta không có rồi. Lương tháng làm có 1 triệu mấy, mà giờ mình đi từ thiện mà gom 1 triệu không có. Cho nên mời đi đó, mình phải ráng mình thôi. Mình tổ chức vậy thầy cũng là mong là mình kêu luôn chiếc xe mình ủng hộ cho mọi người đi. Chứ giờ đi rồi mình thu tiền thì ta không có à, lên đó chỉ phụ lại tiền ăn và tiền ngủ. Tiền ngủ 1 đêm, ngủ 2 đêm thôi đó. Còn bây giờ còn bao nhiêu tất cả là mình lo vào trong cái quà cáp. Chứ thật nói đi chơi chứ quý vị thấy đâu có thời gian đâu đi chơi. À, chiều ở đây giấc trưa mới đi, từ ở chùa Minh Duyên đi lên tới Buôn Mê Thuột phải 9-10 giờ đêm à, để kiếm cái chỗ trú ngủ tắm rửa Rồi sáng hôm sau đó là phát quà. Phát quà rồi ăn cơm nước là cũng Tết 12 giờ. 12 giờ, rồi từ 12 giờ chạy đến tới Buôn Mê Thuột là cũng 2-3 giờ, rồi đi vô đó chơi chừng 2 tiếng đồng hồ, rồi về kiếm chỗ ngủ, kiếm chỗ ngủ rồi sáng mai đi về, có chơi gì đâu. Nói tiếng là đi chơi, đi tham quan chứ được chơi gì đâu, có thời gian đâu đi chơi, có 2 tiếng đồng hồ đó. Tới đó chơi được có 2 tiếng đồng hồ chiều thứ Bảy, rồi sáng Chủ nhật đi về sớm, sáng Chủ nhật cái là thức dậy ăn sáng rồi là lên xe đi về. Đi liêu nghiêu về nhà 5-6 giờ chiều, chứ đâu có được đi chơi đâu quý Phật tử. Không có đi tham quan, nói tiếng đi tham quan cho vui vậy thôi, chứ thật sự ra là cái ngày mình chọn mình đến cái mục đích chính của mình là đi phát quà cho bà con nghèo thôi, chứ không có thời gian để đi chơi. Rồi mình quay trở về, rồi mình tiếp tục với những cái công việc dang dở của mình. Thỉnh thầy Nguyễn Độ đi nha. Thầy Nguyễn Độ sẽ đi phụ trách làm 2-3 món ngon ngon đem theo. Thầy Nguyễn Độ có hứa là làm chân nấm đông cô, kho sả. Thầy Chí Khả thì làm sườn non rim. Chuyến này mình đi mình không có đói rồi. Mấy lần trước không có quý thầy đi với cô Phượng với thầy Hai là mình thấy thương lắm, mình tủi thân lắm. Ai ăn gì ăn, còn mình á, nấu nồi canh chua mà nó nấu canh chua nấu nước sôi lên cái nó nặn chanh vô, cái nó bỏ mấy cái cọng gì bắp cải bào ra rồi vậy đó, rồi mình ăn chấm chao. Còn đợt rồi đi miền Trung á, ăn hết 7 hũ chao, đi chuyến miền Trung về mà ăn hết 7 hũ chao, ngày nào cũng cái đậu bắp chấm chao, rau chấm chao, rồi rớt nước mắt vậy đó. Kiếm một quán cơm chay thì nó khó khăn gì mà không có. Tối đi tới Huế rồi tìm cái quán chai vô ăn tô mì Quảng mà người ta nói hết bán rồi, thôi còn gì ăn nấy dọn tùm lum ra ăn vậy thôi. Mình đi cứu trợ mà rốt cuộc người ta cứu trợ lại cho mình đó. Cái đoạn mình là đáng thương nhất đó. Chắc chuyến này hy vọng là chuyến này được ăn uống đầy đủ. Hồi nãy mời thầy Chí Khả đi, ông cũng nhận lời. Mời thầy Nguyễn Đạo đi, thầy Nguyễn Đạo cũng nhận lời. Thầy Nguyễn Đạo hứa là làm mì căng rim, mì căng muối rồi chiên nè, rồi làm chân nấm đông cô nè, kho sả nè. Còn thầy Chí Khả thì hứa làm sườn non chiên giòn nè. Đó, vậy là mình đi theo, mình bỏ theo, mình ăn 3 ngày là đủ rồi. Huệ Nhẫn thì cũng trung thành với hũ chao, đem hũ chao theo, gạch dưa leo với cà đồ này kia đâu là được rồi, đủ rồi. Chứ mình mà không tranh thủ mình đem theo là ra tới ngoài là bà con phải cứu trợ lại mình đó. Buổi trưa mọi người ăn cơm chưa à? Gần 12 giờ rồi đó. Bà con còn nói gì nữa không à? Còn nhắn gửi gì không à? Còn nói gì, còn nhắn gửi nữa không à? Chào Thái Thảo. Chào Thiên Bảo. Chào Ngọc Bích. Cô Loan Bến Tre mà rảnh thời gian đi với thầy là quý lắm đó thầy, giống như hồi kỳ đi miền Trung đó cô Loan. Mình đi miền Trung cực khổ phải không? Mình đi cực khổ quá trời luôn, ăn bữa nào cũng chao không, ăn cơm với chao không, ăn riết ăn mà xanh mặt luôn mà. Đi từng lễ về nhìn giống cục chao, nhìn thấy cục chao là dội luôn mà. Ăn 7 hũ chao. Dạ, chào Ngọc Bích, chào Thiên Bảo. Mọi người còn thương, còn like vô là còn xem là biết còn thương phải không? Con cha con mẹ, căn thầy căn mẹ người ta thương. Còn những người mà người ta không thương mẹ, không thương cha là người ta không ưa mình. Thôi mình cũng ráng quý Phật tử biết không. Thầy chịu đựng bà 30 mấy năm rồi đó. Ngày xưa mà nói tới mẫu hen, hồi xưa mà ôm cuốn kinh mà đừng nói tới ôm cuốn kinh mà lại chùa mà ấn tống các ông thầy thấy kinh mẫu là người ta đuổi về, người ta nói không ở đây không có lấy cái kinh này, kinh tà đạo. Còn nói mà ai mà ngáp ở lên nói thôi cái này là tà đạo, người ta đuổi đi liền, chứ đừng nói tới ngoài. Ở ngoài cũng vậy. Mà Huệ Nhẫn âm thầm viết ra kinh, âm thầm tụng kinh thâu vô bạ cassette. Hồi xưa thấy cậu Úc Thiện Duyên với Úc Thiện Hoàng đó, đàn tăng cái tụng, cái mình thấy mình hay quá ta, Phật tử mình ở miền Tây nhiều quá, cái mình kêu cái anh đàn anh Hai Màng, anh còn sống á, anh Hai, em nghe người ta tụng kinh mà giờ người ta không có dùng chuông mỏ, người ta đàn bằng cái guitar với cái đàn độc quyền thôi, đâu anh đàn cho em tụng coi. Đó, từ đó cái đàn cái tụng hồi xưa thầy Úc Thiện Duyên với thầy Thiện Hoàng đó là người ta đàn cái đàn sến á, cái đàn 2 dây á, tăng cái người ta tụng. Rồi mình thấy vậy mình sợ trùng lắp với cái hai cái điệu nhạc đó, mình mới nói với anh Hai Màng nói thôi bây giờ anh tụng bằng cây guitar với lại cái đàn bầu ở đàn 1 dây á. 30 năm về trước rồi cái mình tụng khuyên đời tu niệm, mình làm băng được 17 băng xong rồi cái tới bắt đầu cái chuyển qua tới đĩa. Tới đĩa là mình làm thì là được 33 tập. Rồi mình thêm kinh Phổ Môn, kinh Di Đà, kinh Du Lan, hết 30 mấy tập đó. Đó, từ đó tới sau mọi người thương. Mà Huệ Nhẫn phải âm thầm chịu đựng, quý Phật tử biết không, âm thầm chịu đựng lắm. Người ta muốn nói gì người ta nói. Người ta muốn ngồi trên thì mình để cho người ta ngồi trên. Người ta muốn đi trước thì nhường cho người ta đi trước. Phải âm thầm chịu đựng. Mình cũng vì mẫu, mình nói thôi con cũng vì mẹ, vì mẫu con nhịn hết. Kể thế gian ai làm gì làm, ai nói gì nói. Người ta thương thì người ta cho mình đến, không thương người ta đuổi mình về thì mình lặng mình đi về. Chứ mình không dám nói. Vậy đó mà quý Phật tử biết 30 năm trôi qua, Huệ Nhẫn được sự che chở của mẹ, của cha. Huệ Nhẫn làm băng đĩa vậy chứ không ai nói tới gì, không ai làm khó làm dễ hết. Huệ Nhẫn phát hành ra biết bao nhiêu trăm ngàn đĩa chứ không ai nói tiếng nào, ai cũng thương. Nói thôi thì tùy duyên, ai nghe được nghe. Mà hay lắm nha quý vị. Hồi xưa mình cái vậy đó là Phật tử dưới quê miền Tây về mở ra tăng cái nghe tụng cùng Phật tử khắp nơi thân mến, cái nó nhậu xỉn về á. Hồi trước á, tụng kinh gõ mỏ thì nó nhậu xỉn về nó chửi. Thầy đi thành phố đi Lộc Giang thì thấy con của cô Minh Ăn nó chửi, cái nhà tàn mạc chưa đủ làm sao bà còn rước mấy ông thầy chùa tụng hoài, tụng kinh hoài, tụng riết cho tàn mạc. Vậy mà về mở cái đĩa của mình tăng đó, người ta đâu có biết mình tụng kinh quý Phật tử. Ta tưởng ông thầy ông ca. Đàn cái đàn guitar với cái đàn bầu đó, người ta nói cái này ca, nhưng mà điệu ca sao ca dở quá, ca sao giống tụng kinh vậy. À, người ta nói gì đó, nói ai mà nghị sĩ gì mà ca, ông thầy gì ca gì thua, không có bằng Vũ Linh, Minh Dương gì hết trơn. Có điệu mà làm hoài tăng hoài. Nó nói ca gì kỳ vậy. Nhưng mà về vậy nó không có chửi, nó không có là đủ mẹ đủ má nữa. Chứ hồi trước nó nhậu xỉn về cái là nó đọc chữ thề nó chửi. Nó chửi mở kinh hoài trong nhà. Đó. Còn khi mà mình mà tổng khuyên đại tu niệm như tăng đó, cái nói ai mà ca sao không có lên dụng cổ gì, cứ vậy đó đọc hoài. Đó, ta đâu có biết là mình tụng kinh vậy. Nhưng mà 30 năm trôi qua rồi, mọi người cũng thương yêu, cũng dành tình cảm thương Huệ Nhẫn. Cho nên Huệ Nhẫn cứ lâu lâu cứ tụng qua tụng lại, tụng tới tụng lui. Kệ nó, người này chưa nghe thì người ta nghe, người nào nghe rồi thì nghe thêm miếng nữa. Ai có duyên thì nghe, không có duyên thôi. Mình cũng không ép ai nghe, mà cũng không bắt buộc ai phải theo mình, không bắt buộc ai nghe mình. Đó. Cứ tăng miết vậy đó. Còn ai đóng góp nữa không à? Không đóng góp thầy xuống nha. Còn ai ủng hộ nữa không à? Không ủng hộ thầy xuống à. Chào anh Nguyễn Thọ, ủng hộ chưa con? Chào Nhân Tâm. Thầy trì kinh mẫu là số 1, con rất thích. Nam mô hư không về mẫu dưỡng sanh bộ mạng chân kinh. Cảm ơn cô Phan Nguyễn. Cái gì cũng vậy, cái gì cũng duyên quý Phật tử. Cái duyên á, đâu phải mình muốn mà được đâu. Có nhiều người cũng lấy cái nền nhạc của Huệ Nhẫn về cũng tụng, cũng ra băng ra đĩa, nhưng mà nó không giống. Người ta nói không, đi tìm Huệ Nhẫn Minh Duyên nghe. Dạ cảm ơn Thiên Bảo nhiều. Khổ lắm, đi theo mẹ khổ lắm quý Phật tử ơi, đi theo mẹ khổ lắm, không có sướng như mấy ông thầy bình thường. Mấy thầy theo Phật tâm hồn với thầy thanh tịnh, khỏe lắm. Còn mình theo mẹ mình khổ lắm, khảo nhồi đủ thứ chuyện hết, cực lắm, cực khổ gian trưng dữ lắm. Nước mắt chan cơm miết chứ gì, nhưng mà phải chịu. Nhưng mà không sao, rồi bây giờ mọi việc cũng thành tựu hết rồi, bây giờ thì cũng vui. Cái ngày gian khó nó qua rồi, bây giờ hết cái gian khó rồi, hết khổ rồi. Bây giờ mình làm những gì mà mình muốn, mình đi những nơi mình cần, mình được quyền, mình tự do, mình không có lo như hồi xưa nữa. Giờ nơi nào cần là mình đến. Dạ chùa ở khu núi Vinh à, chùa Minh Duyên khu núi Vinh, Bồng Lai đó. Nó thuộc về thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nguyễn Thọ ơi, đóng góp đi từ thiện chưa Nguyễn Thọ ơi? Còn số 5 nữa thôi nha. Số 5 nữa không có kêu nữa. Số 5 nữa là thầy không có kêu nữa đâu. Thầy an lòng nhắm mắt ra đi nha. Vậy chứ cũng còn chưa muốn nữa đó. Muốn lần đi cực khổ là muốn cho nhiều, ủng hộ cho nhiều, đến với bà con cho nhiều. Lần đi lần cực khổ lắm quý Phật tử, đường xa lắm. Hy vọng là có các vị đại thí chủ trong đây mà nghe tiếng kêu của thầy ủng hộ ha. Ai mà giờ ủng hộ 100 phần quà nữa thầy nhớ suốt đời luôn á, mang ơn suốt đời luôn á. Ai mà thương cho luôn 100 phần quà nữa đi, thầy mang ơn suốt đời luôn, nhớ hoài không có quên. Ai cho thầy cũng nhớ, hồi xưa giờ ai cho thầy cũng nhớ, không có quên. Bất cứ lúc nào quý vị hỏi Huệ Nhẫn cũng nhớ hết á, đọc ra rót luôn à. Có cho là có nhớ. Biết đâu từ đây tới ngày đi nữa, cái có Phật tử ai mà có đầy đủ duyên lành gì đó, cái nói thầy ơi cho con Hùng thêm 100 phần quà nữa thầy, thấy không? Vô liền, khỏe liền, nhẹ mình liền, ra đi thanh thản liền. Chào Hồng Thắm. Thầy Độ nãy giờ mời qua uống trà mất tiêu luôn ha. Lên lai hoài đi mất tiêu luôn ha. Chùa Minh Duyên, tổ 10, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trụ trì là Thích Huệ Nhẫn. Ai cho tiền thì ghi tên thêm là Nguyễn Thái Sơn. Số điện thoại là 0918141043, 0913 376. Ủa gì quên rồi, đặt rồi, 0913 379 656, 0359 626 353 đó. Số Zalo đó là 0359 626 353. Còn số điện thoại ở chùa thường xài xưa nhất hồi xưa giờ là 0918 141 043. Còn số bình thường là 0913 379 656. Đó là 3 số điện thoại của chùa đó. Ngoài 3 số đó ra thì không còn số nào khác. Facebook thì Minh Duyên Huệ Nhẫn, Zalo cũng Minh Duyên Huệ Nhẫn. rồi youtuber của Minh Duyên Huệ Nhẫn hoặc là Huệ Nhẫn Minh Duyên vậy đó. Rồi, thôi đúng 12 giờ trưa rồi, mọi người nghỉ ngơi nha. Huệ Nhẫn xin chào nha, hẹn gặp lại nha. Tối nay mình gặp lại, tối nay 7:30 mình có hẹn nha. 7:30 sẽ tụng tiếp bộ kinh nha. 19:30. Hẹn gặp lại mọi người 19:30 tối nay nha.